Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Trong cuộc đời tập thể hình chúng ta, mặc dù là chúng ta không muốn bị chấn thương, nhưng mà trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, trong cuộc sống, chúng ta bị chấn thương. Mà cái chấn thương mà chúng ta thường gặp nhất đó, là chấn thương cù chỏ. Chấn thương cù chỏ nó sẽ xảy ra trong những cái bài tập. Cái lúc đó có thể là các bạn là mất tập trung, có thể là tạ quá nặng, có thể là không đủ sức, có thể là thiếu gì hoặc cao gì gì đó. Mà các bạn đẩy cái rắc, nứt xương, một cái rụp, tập khớp, hoặc là về nhà nó bị bong gân nhẹ, chấn thương. Thì hôm nay tôi sẽ đi vô cái vấn đề đó, là khi mà chúng ta bị chấn thương cùi chỏ đó thì chúng ta có thể tập được những bài nào đó. Thì đồng nghĩa với những cái bài nào á mà Duy Nguyễn không đề cập ở trong video này là những bài đó không quan trọng, hoặc là những bài đó không thể tập. Khi mà mình chấn thương rồi mình tập nó càng nặng hơn, đúng không? Từ đây tới năm 16 tuổi gì đó, nó chấn thương dài dẳng dài dẳng, uống bao nhiêu cái hộp Elitizol nó cũng không. Elitizol là nó chỉ giúp cho bạn ngăn ngừa chấn thương, đúng không? Hoặc là giúp bạn nhanh chóng phục hồi chấn thương. Chứ không có chuyện mà tập đã đời gãy tay chặt khớp thì anh ơi bán vô cho em đi. Ngày xưa kêu mua vô không, để em mua một đậu uống, hoặc là thôi để em mua quay uống. Giờ á bị chấn thương rồi á thì khóc lóc là sao? Xin thưa với các bạn á, cơ bắp bạn nó bị chấn thương cơ bắp gì nó không sợ. Các bạn hỏi gì á, anh Duy ơi, anh tập dạy chuột nhất quá, cái đó con chuột mà nhất không có sợ. Con chuột của mày nhất á, chẳng qua là mày tập nó nhất thôi, còn xui lắm là mày bị rách cơ nó nhất thôi. Mà cái chuyện mà rách cơ thì tầm nửa tháng tự nhiên hết, không có sợ. Tao chưa thế nào mà chấn thương cơ mà chết hết á. Nhưng mà chấn thương sụn xương và khớp là cái gì cả đời vậy mấy em? Đó, vậy thì khi mà chấn thương cùi chỏ đó tàn nhẫn nhất đó, là chúng ta sẽ tập những cái bài mà liên quan tới cùi chỏ. Và trong chủ đề ngắn gọn ngày hôm nay, Duy sẽ đề cập là những bài tập tại sao. Những bài nào Duy không đề cập, tức là nó không quan trọng hoặc là nó không tập được, và Duy đề cập những bài sau đây mà hay tập. Bài thứ nhất, Flow Grip Band. Flow Grip cầm gầm vô Band. Bài đó chấn thương cùi chỏ tập được. Đó, các bạn có thể xem lại cái bài đó, Duy đã tập rồi, bạn xem đi. Bài số 2 mà các bạn phải tập được đó là bài dip. Bài dip chấn thương cùi chỏ tập cũng được. Thể hình là kinh nghiệm mày. Ngoài lý thuyết ra nó cần phải có kinh nghiệm đó. Hai bài đó Duy đã tập rất là nhiều lần rồi. Và trong cái thời lượng video ngày hôm nay nó rất là dài, nên Duy sẽ không tập lại hai bài đó cho bạn coi. Các bạn có thể xem media dạng vô nha. Rồi, bài thứ 3 các bạn có thể tập, đó là bài gì? Xin mời bài số 12 The Hard Gym Center xin tập nhé. Bài đầu tiên á, bài Duy giới thiệu các bạn á, là bài Dumbbell Overhead Tricep Extension đó. Nhớ đọc cái tên cho kỹ nha, Dumbbell Overhead nha đó. Chứ không phải là ba bèo đâu đó. Là Dumbbell nó, Dumbbell chấn thương tập nữa, nó ngộ vậy đó. Rồi, nguyên tắc thường thường các bạn chấn thương tay hay hai tay ta? Giả sử như chấn thương hai tay thì hiểu nhau rồi ha. Còn đứa nào có chấn thương một tay á thì nhớ cái tay không chấn thương đó cầm phía trên, cái tay chấn thương cầm phía dưới. Ok chưa? Không lộn nha. Tay không chấn thương, giả sử như Duy bị chấn thương bên đây đi, thì tay Duy không chấn thương là Duy cầm bên cầm trên, tay cầm dưới. Đúng chưa? Đó, khi xuống mấy cái đầu á, làm cho nó quen thì không có xuống hết răng. 1, 2, 3, tới cái thứ 4 xuống từ từ. Đó, lên tập bình thường là nó hết rồi đó, là nó không bị đau à. Bài này chơi được, yên tâm đi, cứ chơi đi mấy em. Đằng nào cũng phải có zone nữa nha, không zone chịu luôn á. Cái zone cực kỳ quan trọng, thiếu hoài chết người đó. Dumbbell tricep overhead extension xong. Cái bài tiếp theo
cũng là cái dumbbell nữa, nhưng mà ta sẽ dùng dumbbell kickback. Bài này là cái thương nặng chân được luôn nữa. Bài này dễ ẹt đâu gì được chỉ đúng không? Cứ múa thôi. Đó là tại sao này luôn. Đáng lẽ cái này chơi chống trên cái ghế, nhưng mà tại làm vlog đó di chỉ các bạn cho nó nhanh để chúng ta ở qua những bài khác thì đứng luôn. Mà nói chung giờ dư già, tập gì tập đúng, tập gì tập được, mình cứ tự tin đó. Bài cắt cơ tốt lắm nha bạn. Đây là chương trình mà giới thiệu các bạn các bài tập mà tay quẹ tập được nha. Chứ không phải là chương trình hướng dẫn kỹ thuật động tác. Hướng dẫn kỹ thuật động tác thì chị đã hướng rất là nhiều lần rồi. Trong Dương Nguyễn Dương Phổ và đấu xem nha. Rồi tiếp theo là những bài chân cái cable. Chân cable là bài nào tập được hết. Bài này là gì ta? Bài xem put down. Put down. Thấy không? Cái này cái cụ chỏ là phải free quay nha. Đó, phải free quay. Không có dạy cho bạn nít chơi vậy. Vậy là nít viên gái chơi. Chứ có thể. Hoặc vậy là nít viên gái chơi nha. Chẳng mong ra sao, tay cặp khép lại nè. Nít viên gái nè. Còn mình là dân chơi rồi phải tập free quay. Thấy không? Nhìn cụ chỏ nè. Cái này các bạn có thể theo dõi cái giáo án mà Duy hướng dẫn tập cái bài này ở trong cái chương trình Mắc OT. Duy Nguyễn trai xếp đâu 150kg, quên rồi. Đó. Mà nguyên nhân nãy giờ đó là Duy chỉ các bạn là cái cách để khắc phục chấn thương cùi chỏ luôn đó nha. Chứ nhiều khi mấy em tập không giống nãy giờ chỉ là bị chấn thương cùi chỏ đó. Là tại đó mới bị đó. Và bây giờ chúng ta khắc phục. Bài này chơi được, bài này chấn thương cùi chỏ chơi được. Không, nè. Giảm thiểu áp lực tối đa của chỏ. Free quay, thấy không? Nè, free quay của chỏ nè. Thấy của chỏ gì nó chạy rồi đúng không? Lên đây nó chạy nè, xong rồi xuống đây nè, thấy không? Đó, lên đây nó chạy nè, thấy không? Sao chứ không được? Thấy không? Bao chấn thương. Rồi có bài khác. Bài này dễ ẹt luôn. Tricep prop. Còn nếu mà tiếng Anh đầy đủ là prop, tricep, extension. Đúng không? Bài này là xoẹt cánh. Nhẹ lại bài này nhẹ, bài này tập cắt. Thôi. Y chang luôn. Thu chỏ phải replay. Bài này chơi cũng được. Đó. Cắt chừng 50 cái thôi. Nó chơi thì các bạn cắt 20 cái đủ chán rồi. Vậy cắt 2 hẹp đi. Rồi. Chương trình sắp kết thúc. Khuyến mãi các bạn bài cuối cùng. Bài này bựa hơn. Cũng là tay sắp rót luôn. Nhưng mà rót kiểu khác, kiểu này khó hơn. Kiểu này dân chơi nó chơi nè. Còn kiểu này là mấy em beginner. Mấy em mới vô nghề. Hiểu không? Bài tập game nó nhiều cấp độ lắm bạn. Cũng bài tập đó đó. Mấy thằng mới vô nghề tập khác. Mấy thằng tập lâu tập khác. Mà có cái tật á, mấy thằng mới vô nghề, mày tập sai rồi. Mày tập sai rồi, phải tập như bố. Tập cái gì? Tập cơm, chào. Câu nói kinh điển trong game luôn. Bài này khó hả bạn? Bài này chơi tập được cho bạn. Mấy thằng mới vô có trước đi quay nhẹ cái lưng nè. Nè, tuyên thật. Tuyên nào trụ để đây, tuyên kia xả ra. Đó không? Trống mạnh xoay eo. Đó, ngọt không? Đó, bài khó đó. Nè, xả ra. Tuyên này trụ nè, gọc mạnh vô. Đó. Quất. Cô chỗ cũng đi quay chưa? Duy tập bài nào nó cũng đi quay hết á. Nhớ nhìn tập cho giống nha. Cái này không phải là hướng dẫn. Mà cố gắng nhìn đi, chứ nói cái mẹo. Để tránh chấn thương thôi. Và để chúng ta tập tốt khi chúng ta đã bị chấn thương.
còn nào á mà chấn thương bỏ tập nó còn lâu hết dữ nữa, khổ lắm bạn. Chấn thương bỏ tập lâu hết, chấn thương tập tập bậy chết sớm, đúng không? Chỉ có chấn thương tập đúng thì mới ok thôi. Về nhớ ăn uống đầy đủ nha em, hải sản hải sâm gì đó, quất cơm mẹ nấu hết. Đặc biệt là phải có aletichon, phải có aletichon nha, hoặc là những cái son khác nha, để bổ sung sụn khớp. Sụn lúc này chúng ta đang bị yếu, bị tổn thương, bị thiếu thì chúng ta phải bổ sung sụn khớp, không làm cho là không thì cứ dày dày á, què tay rồi sau tập thôi, vô tập đạp đùi đi đó, không có được. Về điểm lại chúng ta đã tập được, nãy giờ là Duy chỉ các bạn làm 6-7 bài rồi đó, 6-7 bài được đủ bào cơ tay sau rồi, đúng không? 6-7 bài này áp dụng được khi mà cơ tay sau, cái cùi chỏ các bạn bị đau. Bạn tập được đó, thứ nhất là bài dip, dip cả dip không hoặc là dip lift đều được hết. Bài thứ hai là bài curl grip, curl grip mà nằm để ngực cầm gần vô đẩy á, đó là hai bài để băm cơ, hai bài tập cho nó phê, ok. Rồi bài thứ ba là bài dumbbell, dumbbell tricep overhead extension đó. Rồi bài thứ ba, thứ tư tiếp theo là bài dumbbell kickback. Rồi tiếp theo là ba bài với cái máy cable, là bài tricep pulldown và bài drop tricep extension. Rồi cái bài kia cũng là drop tricep extension mà overhead. Đó là những cái bài mà Duy liệt kê đó, nó đủ cho bạn chơi rồi. Phòng gym nào cũng có, phòng gym nào tập cũng được và nó dễ tập và nó hiệu quả. Còn mấy bài mông má kia ở ngoài bỏ đi, mất thời gian thôi, chả tập được. Và những bài nào Duy không kể tên là những bài không cần thiết, hoặc là những bài tập vô nó còn nặng hơn nữa. Trong cái trường hợp bạn bị chấn thương cùi chỏ và cái vlog thực hành tiếp theo thì sẽ nói với bạn những cái bài tập nào bị chấn thương cùi chỏ và cách tập những bài đó để né. Rất là nguy hiểm, chấn thương cùi chỏ sẽ nói. Kính chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong chương trình vlog tiếp theo. Mãi điên cuồng theo nhịp sống si mê. Phải khi hoàng bên lao.